Hải sản là món ăn được ưa thích của nhiều người trong những ngày hè nóng bức. Hải sản không những ngon, giàu dinh dưỡng mà còn tốt cho sức khỏe và có khả năng phòng trị nhiều bệnh. Trong mùa dịch, người dân lo ngại khi ăn thịt lợn vì sợ bệnh lợn tái xanh, lo ngại thịt gia cầm vì sợ dịch cúm hay thịt trâu bò thì có dịch lở mồm long móng. Do đó, hải sản lại có cơ hội được lên đời, từ mâm cơm của các gia đình cho đến thực đơn của những nhà hàng lớn, hải sản luôn được ưa chuộng. Trong đó, gỏi hải sản được cho là bổ dưỡng nhất. Nhiều người cho rằng ăn gỏi hải sản sẽ giúp giữ nguyên được hương vị của hải sản. Hơn nữa, giá trị dinh dưỡng sẽ được bảo toàn. Gỏi hải sản không qua chế biến nên không sợ béo. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia y tế cảnh báo môi trường sống của các loại hải sản rất phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất vệ sinh. Do đó, khi ăn hải sản chưa qua chế biến ở nhiệt độ cao, nguy cơ nhiễm bệnh từ các ký sinh trùng, ấu trùng là rất lớn. Ăn gỏi hải sản là căn nguyên của rất nhiều căn bệnh nguy hiểm. Ra mà nói thì là món cá hồi thì nó chứa rất nhiều đạm. Nếu như mình mà ăn gỏi thì là cái lượng vitamin ở trong đó nó sẽ hấp thụ nhiều hơn, ví dụ như là omega 3 này, DHA này, FBA này, vitamin B12 và khoáng chất và rất nhiều protein. Còn món hàu sứa thì ăn gỏi thì thực ra nó rất mát và bổ, và nó mang lại cái vị thơm cho con người ta khi ăn món hàu sứa này. Nó tốt hơn là thực phẩm biển, hải sản biển mình ăn chín thì nó sẽ không tốt lắm cho khi ăn, mình sẽ ăn gỏi sống thì ăn sẽ tốt hơn. Thành phần của gỏi nó rất đa dạng, ít nhất là nó có rất giàu vitamin, bởi vì nó rất giàu các loại rau. Hai, tức là rất giàu đạm, đường, mỡ ở trong này, tức là về thành phần mà để dinh dưỡng thì rất giàu. Thứ ba là rất giàu vitamin C. Chúng ta biết rằng là một số vùng ấy thì người ta không làm chín bằng luộc, bằng xào. Thí dụ như là thịt này, cá này, tôm này, mà nhiều khi người ta dùng phương pháp gọi là ướp. Người ta ướp ở trong rượu, ướp ở trong gừng. Thế nhưng mà nhiều khi chúng ta làm chưa hoàn toàn cẩn thận. Nếu như mà làm vội, làm nhanh, làm nhiều thì chưa hoàn toàn cẩn thận, thì khả năng sát khuẩn không hoàn toàn triệt để. Đấy là cái nguy cơ mà có thể gây nên các bệnh đường ruột, các cái ngộ độc thực phẩm. Ăn gỏi hải sản là căn nguyên của rất nhiều căn bệnh nguy hiểm. Hầu hết các loại thủy hải sản sau khi được bán ra thị trường đều đã chết. Muốn đem đi tiêu thụ phải được bảo quản với một yêu cầu rất khắt khe. Tuy nhiên, có thể nhận thấy hải sản bán tại các chợ hiện nay không được bảo quản đúng quy định. Dưới thời tiết oi bức của mùa hè sẽ tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn sinh sôi phát triển, nguy cơ biến chất là rất lớn. Do đó, khi mua những loại hải sản này về chế biến sẽ rất nguy hiểm. Thủy hải sản thì nó là một cái nguồn thực dinh dưỡng rất là lớn, nó bao gồm có rất nhiều chất đạm, ít béo và lại chứa nhiều các cái chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe như là omega 3 hay là các cái vi khoáng, cho nên thủy hải sản thì được người tiêu dùng rất là ưa thích. Nhưng mà mặt khác thì cũng là vì có cái nguồn protein lớn và nhiều nitơ tự do, cho nên thủy hải sản thì rất là dễ bị biến chất trong quá trình bảo quản. Và cái nguồn biến chất này thì có thể diễn ra ngay khi mà thủy hải sản nó chết và dưới cái chịu rất là lớn, dưới tác động của cái điều kiện bảo quản sau khi mà thủy hải sản chết. Và nó có thể là, đặc biệt là trong cái điều kiện khí hậu mùa hè, thì cái quá trình biến chất này nó sẽ diễn ra nhanh hơn. Và cái quá trình biến chất của thủy hải sản thì sẽ chịu tác động của các cái vi khuẩn có sẵn trong thủy hải sản và các enzyme, cũng như cái tương tác giữa cái thủy hải sản đối với môi trường bên ngoài. Tuy nhiên thì quá trình biến chất này diễn ra tới một mức độ nào đó thì người tiêu dùng mới có thể cảm nhận được bằng các cái dấu hiệu cảm quan như là thay đổi về màu sắc, mùi tanh hoặc là các cái dấu hiệu về cường vật lý. Các cái dấu hiệu chính để có thể nhận biết một cái các cái sản phẩm thủy hải sản đã biến chất thì có thể quan sát được, thí dụ như là có cái mùi tanh hẳn đặc trưng. Cá hay là mực thì sẽ mất đi cái ánh xạ cử ở trên thân, cái vây mai của mực thay đổi màu, hoặc là cái mắt thì mờ đục,
Khi chúng ta ấn vào thân mình của cá, tôm thì nó thấy mềm nhũn và để lại cái dấu ấn khi chúng ta nhấc tay ra. Với các loại thủy hải sản khác như là sò hay hến thì nó sẽ hé miệng tự nhiên và khi chúng ta chạm tay vào thì nó không thể khép lại được. Các loại cua, ghẹ thì có thể thay đổi màu sắc, màu xỉn, không còn độ bóng. Đặc biệt là cái phần yếm của cua và ghẹ thì khi ấn thì thấy mềm và lõm xuống. Các cái càng chân có thể rụng mà rất là dễ rụng ra. Với mỗi loại hải sản thì lại tiềm ẩn một nguy cơ khác nhau đe dọa đến sức khỏe của người sử dụng. Đầu tiên phải kể đến gỏi cá, một loại gỏi phổ biến nhất hiện nay như gỏi cá hồi, gỏi cá trích. Cá thường có nguy cơ bị nhiễm một loại ký sinh trùng gọi là sán lá gan. Loại ký sinh trùng này có thể bay binh bố trận ở các ống dẫn mật trong gan và túi mật. Nếu bị nhiễm sán lá gan sẽ làm ngăn cản sự lưu chuyển máu trong gan, làm cho gan không có khả năng sản xuất chất dinh dưỡng, không còn khả năng làm sạch máu, không còn chức năng khử độc. Những nghiên cứu lâm sàng cho thấy người ăn cá sống thường xuyên sẽ có tần suất rủi ro bị xơ gan trên 50%. Nguyên tắc gỏi chẳng hạn, tôi lấy thí dụ như cá là người ta phải chọn cá tươi. Cá tươi nó còn dẫy đành đạch ấy, người ta về người ta mới làm. Chứ bây giờ chị lại bảo là vì là lợi nhuận cho nên dùng cá ươn, dùng cá thì không cần ăn gỏi mà ngay cả nấu bình thường thôi thì cá ươn cũng là một cái nguy cơ. Bởi vì tại sao nó ươn? Ươn tức là nó đã bị nhiễm khuẩn, đã bị nhiễm nấm, mà các cái khuẩn, các cái nấm ấy vào trong cơ thể thì nó sẽ phá phách các cơ quan. Thí dụ như là phá cái gan của chúng ta, phá cái cơ quan tiêu hóa của chúng ta, phá cái thần kinh của chúng ta. Cho nên là rõ ràng nếu như mà chúng ta tôn trọng người tiêu dùng, chúng ta có ý thức với cộng đồng, chăm lo cho cộng đồng, thì chúng ta làm ít thôi, lãi ít thôi, nhưng mà chúng ta nghiêm chỉnh trong cái chế biến cái gỏi này. Trong các loại gỏi hải sản, ngoài gỏi cá, người ta còn thường làm những món gỏi từ tôm, cua. Những loại thủy hải sản này là khách sạn của vô số các loại giun sán ký sinh. Những người ăn sống những loại thực phẩm này sẽ mắc các chứng bệnh ho ra máu. Chúng cũng có thể chuyển địa bàn đến não và các cơ sởi và có thể định cư tại đây trên 20 năm. Trên đường xâm nhập cơ thể, chúng luôn để lại hành tung như gây tổn thương phổi, viêm ruột. Những dấu hiệu cấp thời cần lưu ý là đau bụng, ho, sốt, nổi mề đay, tăng bạch cầu eosinophilic, tiêu chảy, rối loạn hô hấp, phì đại gan, lách. Nó ký sinh ở con hàu, ký sinh ở con cá, ký sinh ở con tôm thì khi ăn vào là cơ hội để nó xâm nhập vào cơ thể chứ. Mà chúng ta nhiều lúc là cơ thể chúng ta không có khả năng tiêu diệt hết được vi khuẩn đâu. Thế cho nên là thí dụ như là chúng ta ăn phải sán chẳng hạn thì sán nó sẽ vào và ký sinh ở ruột. Sán có thể lên gan, sán có thể lên phổi, sán có thể lên não. Thế thì những cái trường hợp mà nó vào những cơ quan như thế thì chữa cực kỳ khó khăn. Tôm, cua rồi các cái con mà nuôi ở những vùng bị nước nhiễm bệnh thì các con đó cũng nhiễm bệnh. Các loại hải sản khác như ngao, sò, hàu sống dưới nước và thường ăn bùn nên trong cơ thể chúng luôn ẩn chứa một lượng vi khuẩn rất lớn. Trong những tháng hè ấm áp, số ký sinh trùng tá túc trong thịt hàu gia tăng gấp bội. Ký sinh trùng khét tiếng trong hàu là Vibrio, gây nên những triệu chứng như nóng lạnh, buồn nôn, tiêu chảy, tổn thương da. Những người bị tiểu đường, ung thư, mắc bệnh về gan, rối loạn miễn dịch, các bệnh về đường tiêu hóa. Khi bị nhiễm ký sinh trùng trên, trong nhiều trường hợp có thể tử vong chỉ sau 2 giờ. Vì vậy, những người bệnh này tuyệt đối không ăn hàu sống. Ngoài ra còn rất nhiều loại gỏi hải sản khác như gỏi sứa, gỏi mực, gỏi bạch tuộc tạo ra sự đa dạng cho thực khách lựa chọn. Tuy nhiên, dù là loại hải sản gì thì chúng cũng có đặc điểm chung là chúng được ăn kèm với rất nhiều rau thơm và các loại gia vị. Rau thơm khi ăn gỏi cũng là một tác nhân rất lớn để gây bệnh.
vì khi ăn gỏi, ta thường dùng tay để quấn. Nếu tay không đảm bảo vệ sinh, cộng với dầu thơm có sán, có ấu trùng, thì sẽ tạo ra nguy cơ kép, gây hại cho sức khỏe. Cái thứ hai tức là các loại rau, ăn một cái loại gỏi nào đó, các loại gỏi cuốn chẳng hạn, chúng ta phải ăn rất nhiều loại rau, ít nhất rau thơm có tới trên 10 loại. Thế thì cái rau thơm này nếu như mà chúng ta rửa cái nước không sạch, khi chúng ta ăn mà chúng ta không rửa được hết, không đào thải được hết các cái chất ấy ở trong rau, thì đấy là cái nguy cơ của ăn gỏi. Có nhiều người tin rằng nếu vắt chanh vào hàu và các hải sản sống, hay ăn gỏi hải sản kèm với mù tạp rất cay, có thể trừ họa và diệt được hết vi khuẩn. Thực ra chanh và mù tạp chỉ tăng hương vị của món gỏi, chứ không có tác dụng diệt khuẩn, diệt ký sinh trùng. Chỉ có nấu chín hải sản mới có thể diệt sán, trừ giun. Để thu thập chất dinh dưỡng, các loại động vật thân mềm đưa vào cơ thể một lượng lớn các loại vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, các chất hóa học và những chất nhiễm bẩn khác trong nước. Chúng có thể tiêu hóa các vi khuẩn gây bệnh dịch tả, các virus gây bệnh viêm gan siêu vi A. Điều đáng chú ý là những loại vi khuẩn và virus này không gây hại cho chúng như đối với con người. Nếu những loại hải sản được ăn sống, không qua nấu nướng hoặc nấu chưa chín, thì con người sẽ bị dính nhiều căn bệnh vô cùng nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu nấu chín, những loại vi khuẩn, virus, ký sinh trùng nói trên sẽ bị tiêu diệt. Chúng ta cũng nên chú ý là một là ăn vừa mức, không nên quá, bởi vì gỏi nó thành phần nó rất giàu dinh dưỡng. Cái thứ hai tức là nó có khả năng, có nguy cơ là nếu như cái người chế biến ấy, dao thớt không sạch, tay chân không sạch, và lúc mình ngồi vào ăn để cuốn cái đó, tay chúng mình vội vã cuốn cái bánh đa với lại các thành phần của tỏi mà tay không sạch cũng là cái nguy cơ. Cho nên là chúng tôi thấy rằng là ăn cái gì cũng tốt, ăn cái gì cũng ngon, nhưng mà trước hết phải chú ý cái vệ sinh thực phẩm, vệ sinh tay chân của bản thân người ăn, thì chúng ta sẽ được cái thú vị, tức là tăng dinh dưỡng, tăng cái thú vị sum họp gia đình, nhưng đồng thời an toàn cho sức khỏe. Chúng ta nên hạn chế ăn gỏi hải sản trong mùa hè. Nếu không kiềm chế được bản thân mà vẫn muốn ăn thì nên chế biến kỹ hải sản để làm gỏi.